cái tin đồn á thì mãi mãi là tin đồn thôi, và Ngọc vô cùng lên án luôn những cái hành động đó. Nên Ngọc muốn là hôm nay là ngày 8 tháng 3, Ngọc muốn mọi người trân quý người phụ nữ. Luôn luôn mọi người luôn nói là ngày quốc tế phụ nữ, trân quý phụ nữ, nhưng mà có một số người thì người ta là không có làm cái điều đó, thì luôn đem tới những cái tổn thương, mà đặc biệt là người phụ nữ là tổn thương rất là sâu sắc. Nên Ngọc nghĩ đó là những cái hành động mà cần lên án, không chỉ một mình Ngọc, mà Ngọc nghĩ là tất cả mọi người đều phải chung tay làm những cái điều đó. Mãi mãi là tin đồn thôi, và Ngọc vô cùng lên án luôn.